Để coi lần này anh thoát được tay em không. Như vậy ngày mai có nói cái gì anh không tin mới là lạ. Đang uống sao vô đây nằm hết trơn rồi. Đang đi đâu vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Trời đất ơi, cho đây tôi vậy. Ghê quá. Cái gì vậy? Trời đất ơi, giặt coi. Trời ơi, đi, đi, đi ra ngoài đi. Cái đồ mất nhện vậy. Alo, chuyện gì vậy mẹ? Tao đang đứng trước cửa nhà thằng Long nè. Nè con quỷ, mày dám bày ra cái trò bậy bạ này hả? Ra đi mau. Mẹ, mày nói cái gì vậy? Con đang ở nhà nhỏ hơn mà. Mày đừng có xạo. Ra liền chưa? Hay là mày đợi tao phá cửa xong vô hả? Rồi, con ra liền. Vậy nha. Đúng là xui hết biết. Cũng tại con quỷ này. Vô con khỉ á. Ê, con quỷ, cái con quỷ mẹ đâu? Mày quá lắm rồi nha. Mấy cái trò bậy bạ vậy mày cũng dám nghĩ ra. Mày vậy đó có gì chưa hả? Có cái gì là có cái gì. Ổng xịn quá cần câu nằm một đống kìa, có làm gì đâu. Cũng may là tao tới kịp đó, nếu không thì con nhỏ Ngân nó nói với mẹ đúng không? Được đáng ghét. Cũng nhờ con Ngân nó nói, còn không thì không biết mày làm xấu mặt tao tới cỡ nào. Đi về mà. Xấu mặt cái gì mà xấu mặt. Con đang định lấy chồng giàu cho mẹ nở mặt nở mày đây nè. Mày hay quá ha, làm ba cái chuyện bậy bạ để người ta cưới mày. Mày không biết dùng hả? Đi về. Đi về. Về thì về. Nhưng mà cái thằng đó nó xỉn rồi, khóa cửa cho người ta đi. Để anh trọi vô lấy hết rồi rồi sao? Nè, gì đây? Chìa khóa đó, mẹ muốn khóa, mẹ khóa đi. Trời đất ơi, cái con này. Cái chìa khóa này chắc vậy đưa cho con Ngân quá.